Cô chào các bạn học sinh lớp 5. Có bạn nào nhận ra cô không? Cô là cô Điểm, giáo viên trường tiểu học Thần Kiều. Hôm nay, cô rất vui được tiếp tục đồng hành cùng các em trong tiết tập đọc tuần 8. Trước khi bắt đầu vào bài học, các em cần chuẩn bị sách tiếng Việt lớp 5 tập 1, bút chì, thước kẻ và sổ tay tiếng Việt. Bạn nào chưa chuẩn bị kịp, có thể bấm dừng video lại. Sau khi chuẩn bị xong, các em hãy quay trở lại để tiếp tục bài giảng nhé. Các em đã sẵn sàng chưa? Cô chúc các em có một tiết học vui vẻ và bổ ích. Bài học trước, các em đã được tham quan vẻ đẹp kỳ bí của rừng xanh. Bây giờ, cô sẽ đưa các em đến một nơi có phong cảnh rất đẹp và hữu tình qua đoạn video sau. Cô đố các em vừa được xem phong cảnh ở đâu? À đúng rồi, đó chính là phong cảnh ở tỉnh Lai Châu và Sơn La, thuộc vùng núi Tây Bắc các em ạ. À, các em thân mến, để giúp các em khám phá thêm vẻ đẹp của thiên nhiên và con người ở vùng núi cao Tây Bắc, cô trò chúng mình cùng tìm hiểu qua bài tập đọc Trước Cổng Trời của nhà thơ Nguyễn Đình Ảnh. Cô giới thiệu với các em, đây là lược đồ Việt Nam và đây là vị trí của vùng Tây Bắc trên lược đồ. Vùng Tây Bắc hay Tây Bắc Bộ là vùng miền núi phía Tây của miền Bắc Việt Nam, có chung đường biên giới với Lào và Trung Quốc. Bây giờ các em hãy mở sách giáo khoa tiếng Việt trang 80. Vậy với bài tập đọc Trước Cổng Trời, chúng ta đọc như thế nào cho đúng, cho hay? Cô trò mình cùng bắt đầu khám phá và luyện tập các em nhé. Bài này các em cần đọc với giọng nhẹ nhàng, sâu lắng, thể hiện cảm xúc của tác giả trước vẻ đẹp thơ mộng của vùng núi cao. Bây giờ các em hãy lắng nghe cô đọc và đọc thầm theo cô. Trước cổng trời, giữa hai bên vách đá mở ra một khoảng trời, có gió thoảng mây trôi, cổng trời trên mặt đất nhìn ra xa ngút ngát bao sắc màu cỏ hoa, còn thác réo nghênh ngang, đàn dê sôi đáy suối, giữa ngút ngàn cây trái, dọc vùng rừng nguyên sơ, không biết thật hay mơ, ráng chiều như hơi khói. Những vạt nương màu mật, lúa chín ngập lòng thung, và tiếng nhạc ngựa rung, suốt triền rừng hoang dã, người Tày từ khắp ngả, đi gặt lúa trồng rau, những người sấy người gieo đi tìm măng hái nấm, và áo chàm thấp thoáng nhuộm xanh cả nắng chiều, và gió thổi xúa reo ẩm giữa rừng sương giá. Nguyễn Đình Ảnh. Các em vừa nghe cô đọc xong, vậy theo các em bài thơ này có thể chia làm mấy đoạn? Để thuận tiện cho việc luyện đọc và tìm hiểu bài, ta có thể chia bài thơ này thành 3 đoạn như sau. Đoạn thứ nhất là 4 câu thơ đầu. Đoạn thứ hai là 8 câu thơ tiếp theo. Đoạn thứ ba là phần còn lại.
Vậy cô có lời khen cho bạn nào có phần chia đoàn giống như cô nhé. Bây giờ các em hãy bấm dừng bài giảng lại, luyện đọc ba đoạn thơ trên và lưu ý sau khi đọc xong, các em hãy lấy bút chì gạch chân những từ nào khó đọc và khó hiểu ở trong bài thơ này nhé. Thời gian để các em thực hiện các yêu cầu mà cô vừa nêu là 3 phút. 3 phút bắt đầu. Sau khi đọc xong, các em thấy trong bài có từ nào khó đọc? Trong bài có một số từ dễ phát âm sai. Các em chú ý phát âm cho chính xác các từ sau. Từ thứ nhất là từ ngút ngát. Các em lưu ý cho cô, vần út và vần át có âm tờ đứng cuối. Từ thứ hai là từ ngút ngàn. Lưu ý cho cô vần an trong tiếng ngàn. Từ tiếp theo là từ ráng chiều. Chú ý cho cô âm r đứng đầu trong tiếng ráng và vần yêu trong tiếng chiều. Từ truyền rừng, lưu ý cho cô âm r trong tiếng truyền, ta đọc cong lưỡi. Từ cuối cùng là từ người sấy, chú ý giúp cô tiếng sấy có âm si đứng đầu. Bây giờ các em hãy lắng nghe cô đọc lại các từ trên để đọc cho đúng nhé. Ngút ngát, ngút ngàn, ráng chiều, truyền rừng, người sấy. Cô dành cho các em ít giây để đọc lại các từ này nhé. Ngoài ra trong bài còn có một số từ cần giải nghĩa như sau. Nguyên sơ ở đây có nghĩa là còn nguyên vẻ tự nhiên như lúc ban đầu. Vạn nương là mảnh đất trồng trọt, trải dài trên đồi, núi. Trong câu thơ, lúa chín ngập lòng thung. Từ lòng thung ở đây là thung lũng, có nghĩa là dải đất trũng xuống và kéo dài nằm giữa hai sườn núi. Truyền là dải đất thoai thoải ở hai bên bờ sông hoặc hai bên sườn núi. Sương xá là sương lạnh buốt vào mùa đông. Vừa rồi cô và các em đã hoàn thành xong phần luyện đọc đúng. Để có thể đọc hay bài đọc này, các em cần hiểu được nội dung. Cô mời các em cùng đến với phần tìm hiểu bài. Đầu tiên các em hãy dừng bài giảng lại để đọc thầm đoạn 1 của bài thơ và trả lời câu hỏi sau. Vì sao địa điểm trong bài thơ được gọi là cổng trời? Đúng rồi đó các em. Địa điểm trong bài thơ được gọi là cổng trời vì nơi đây là một đèo cao giữa hai vách đá. Từ đỉnh đèo, ta có thể nhìn thấy cả một khoảng trời lộ ra. Có mây bay, có gió thoảng, tạo cảm giác như là cổng để đi lên trời. Các em thân mến, từ cổng trời nhìn ra, ta có thể thấy được rất nhiều cảnh đẹp thiên nhiên. Vậy đó là cảnh nào? Các em hãy bấm dừng video lại, cùng đọc đoạn 2 và đoạn 3 của bài thơ và suy nghĩ trả lời câu hỏi này nhé. Các em đã có câu trả lời chưa? Hãy quan sát trên màn hình để cùng xem đáp án của cô. Từ cổng trời, qua màn sương khói huyền ảo, ta có thể thấy một khoảng không gian mênh mông bất tận.
với muôn sắc màu có hoa. Xa xa là những thác nước trắng xóa đổ xuống từ triền núi cao, vang vọng nghênh ngang như khúc nhạc của đất trời. Bên dòng suối mát trong uốn lượn dưới chân núi, đàn dê thong dong soi bóng mình xuống đáy nước giữa những ngút ngàn cây trái xanh tươi. Xa xa là những vạn nương, những thung lũng lúa đã chín vàng như mật đồng. Không xa nơi đây gợi vẻ nguyên sơ bình yên, như thể hàng nghìn năm nay vẫn như vậy, khiến ta có cảm giác như được bước vào cõi mơ. Và đây là một số hình ảnh thiên nhiên trong bài thơ mà cô trò chúng mình vừa tìm được. Vậy các em thấy thiên nhiên ở vùng núi cao như thế nào? À, các em đã trả lời đúng rồi đấy. Những cảnh thiên nhiên ở trong bài thơ thật đẹp, thơ mộng và trong lành. Bây giờ các em hãy bấm dừng video lại và đọc lại toàn bộ bài thơ Trước Cổng Trời. Rồi cho cô biết, trong những cảnh vật được miêu tả, em thích nhất cảnh vật nào? Vì sao? Cô tin rằng đa số các em đều có thể lựa chọn cho mình một cảnh vật, một hình ảnh trong bài thơ mà mình thích nhất, và cũng có thể tự tin giải thích lý do tại sao, rồi đúng không nào? Cô biết rằng có bạn thích hình ảnh cổng trời vì đứng ở cổng trời, ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khoảng không, gió thổi, mây trôi, tưởng như mình có thể lên đến trời được. Cũng có bạn thích hình ảnh đàn dê ăn cỏ, soi mình xuống dòng suối, giữa ngút ngàn cây trái xanh tươi. Tuy nhiên, có bạn lại thích cảnh thác nước trắng xóa, đổ xuống triền núi cao như tấm lụa trắng vắt trên tấm thân xanh ngắt của núi rừng, vang vọng nghênh ngang như khúc nhạc của đất trời. Vậy có bạn nào thích hình ảnh thung lũng lúa chín vàng, gợi cuộc sống ấm no, đầy đủ, giống cô không nào? Mỗi một hình ảnh trong bài thơ đều gợi lên vẻ đẹp, thanh bình và nên thơ của bức tranh thiên nhiên vùng núi cao. Cảnh vật ở cổng trời thật hùng vĩ, bao la, phải không các em? Bây giờ cô trò chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Điều gì khiến cho cánh rừng xương giá như ấm lên? Để trả lời câu hỏi này, các em hãy bấm dừng video lại và đọc thầm đoạn 3 nhé. Các em đã có câu trả lời chưa? Cánh rừng xương giá như ấm lên bởi có hình ảnh của con người, những người dân đi làm giữa cảnh suối reo nước chảy. Cô khen bạn nào trả lời đúng câu hỏi này nhé. Các em biết không, mỗi một dân tộc ở vùng núi cao đều có trang phục riêng để phân biệt dân tộc này với dân tộc khác. Cô giới thiệu với các em, đây là dân tộc Tày, dân tộc Sấy và đây là dân tộc Dao. Cánh rừng xương giá như ấm lên bởi hình ảnh của những con người này. Người Tày thì từ khắp ngả đi gặt lúa, trồng rau. Người Sấy, người Dao thì đi tìm măng, hái nấm. Các em có nhận xét gì về những con người ở nơi đây? Rất chính xác, con người ở nơi đây chịu thương, chịu khó, hăng say lao động, làm đẹp cho quê hương. Các em vừa tìm hiểu xong bài thơ Trước Cổng Trời, và cho cô biết nội dung bài này là gì. Cô dành cho các em ít giây để suy nghĩ và trả lời câu hỏi này nhé.
Đúng rồi đó các em, ca ngợi vẻ đẹp của cuộc sống trên miền núi cao, nơi có thiên nhiên thơ mộng, khoáng đạt, trong lành, cùng với con người chịu thương, chịu khó, hăng say lao động, làm đẹp cho quê hương. Bây giờ các em hãy đọc thầm nội dung bài thêm một lần nữa nào. Các em đã nắm được nội dung bài. Vậy sau khi tìm hiểu xong bài thơ, các em hãy bấm dừng video lại để ghi lại câu thơ và hình ảnh trong bài thơ làm em nhớ nhất vào sổ tay tiếng Việt. Cô tuyên dương bạn nào thực hiện tốt yêu cầu trên nhé. Vậy để đọc diễn cảm và để thể hiện được niềm xúc động của tác giả trước vẻ đẹp vừa hoang sơ thơ mộng, vừa ấm cúng thanh thư của bức tranh cuộc sống vùng cao, ta cần đọc bài này với giọng như thế nào? Rất chính xác, bài này ta cần đọc với giọng nhẹ nhàng, sâu lắng, nghênh ngang, đặc biệt để thể hiện rõ vẻ đẹp thiên nhiên cùng với con người hăng say lao động. Ta cần nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả, gợi cảm như ngút ngát, nghênh ngang, ngút ngàn, nguyên sơ, thực, mơ, tiếng nhạc, hoang dã, áo chàm, sương giá. Vì ở đoạn 2 có nhiều từ gợi cảm, gợi tả, nên cô sẽ hướng dẫn các em luyện đọc diễn cảm đoạn này. Trong đoạn thơ này, cô đã ngắt nghỉ và tô đậm một số từ ngữ. Các em hãy lắng nghe cô đọc một lần và chú ý những từ ngữ cô nhấn giọng và ngắt nghỉ nhé. Nhìn ra xa ngút ngát, bao sắc màu cỏ hoa, còn thác réo nghênh ngang, đàn dê sói đáy suối, giữa ngút ngàn cây trái, dọc vùng rừng nguyên sơ, không biết thực hay mơ, ráng chiều như hơi cói. Bây giờ các em có thể dừng video lại để luyện đọc diễn cảm đoạn 2 nào. Các em có thể dành thời gian luyện đọc thêm ở nhà. Cô tin rằng các em có thể đọc diễn cảm được 3 đoạn của bài thơ Trước Cổng Trời. Các em thân mến, khung cảnh thiên nhiên ở vùng núi cao thật đẹp và thanh bình phải không nào? Vậy các em phải làm gì để cảnh vật thiên nhiên mãi tươi đẹp và trong lành? Rất chính xác. Để cảnh vật thiên nhiên mãi tươi đẹp và trong lành, chúng ta không được xả rác ra môi trường, không chặt phá cây bừa bãi, không đốt rừng và cần trồng nhiều cây xanh. Cô hy vọng rằng qua bài tập đọc này, các em biết giữ gìn, bảo vệ những cảnh đẹp trên quê hương đất nước bằng những việc làm thiết thực mà các em vừa nêu. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Các em nhớ học thuộc lòng những câu thơ mà mình thích nhé. Và chuẩn bị bài tập đọc tiếp theo, Cái gì quý nhất. Thân ái chào các em và hẹn gặp lại các em vào những tiết học sau.